quốc tế City, phòng ốc rất đẹp, đường xá rất đẹp, lối đi hành lang rất đẹp. Đó. Phòng của bé đang ở. Đây là phòng của bé đang ở. Đó, có lavabo rửa tay, có chỗ khăn giấy. Đây. Đó. Đây là phòng hai giường. Đó. Phòng hai giường có hai cái tivi luôn. Đây là giường của bé Tường Vi đang truyền nước. À, bé ổng bé nhõng nhẽo quá. Đó, đang ngồi coi phim hài. Đây là cửa sổ nhìn xuống dưới, trời đang tối cho nên không nhìn thấy gì trơn. Đây là cái giường buổi tối cho bà xã nằm. À, phòng rất đẹp, đúng là tiêu chuẩn quốc tế. Có một cái tủ để đồ. Đây là toilet. À, rất đẹp như khách sạn. À, có cả tủ lạnh đặc cấp.